Mày đặt sao xạo hả? Không biết thì cũng bà đặt hỏi, mà không hỏi người ta. Giờ xác định được không? Xác định là anh yêu cầu em là anh đập bản giữ xe đây. Bây giờ em không có vi phạm gì, tại sao em phải xác định với tài xế à? Em lại, lại... Bây giờ anh chỉ lỗi em hay là anh kiểm tra hành chính? Chỉ lỗi cho em, vi phạm quá đang. Thì anh giờ bây giờ theo luật điều B khoảng 3. Người thực thi pháp luật phải có quyền chứng minh cho người vi phạm hành vi. Thì bây giờ em vi phạm như thế nào anh cứ đưa ra băng hình với ảnh, nếu chứng minh phù hợp em sẵn sàng ký nộp phạt, em không trốn tránh nhiệm vụ. Đấy, em vi phạm gì mà đồng chí? Đã, em không có vi phạm gì á. Đi ra. Buông cả tôi. Đồng chí. Công an giao thông đến gần. Cản trở tôi làm nhiệm vụ là tôi lập ban là em không có cản trở gì hành nhiệm vụ. Cậu sức cho không chức cho cái xe. Đó, rồi bây giờ em xuất tình với